Rồi đánh vài lát thì xong chưa? Lên ăn đi chứ, làm hoài. Không tìm cứu chưa? Chủ nhà đó. Đây đây, hai con. Rượu anh Hải. À, không có rượu khui gì thôi. Làm cách này thôi. Dạ, dịp lên đây anh. Ok, được rồi, không sao đâu. Ăn đi.